Bóng chuyền nữ Việt Nam và Trần Thị Thanh Thúy đạt phong độ cao nhất, sẵn sàng chiến thắng làm nên kỳ tích tại ASEAN 2023. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có tháng 1 năm 2023 thăng hoa với rất nhiều những thành tích ấn tượng. Và sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ hướng tới mục tiêu đạt cột mốc lịch sử mới tại ASEAN 19. Với phong độ cao ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục giải đấu cấp châu lục. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Quảng Ninh trước khi lên đường sang Hàng Châu Trung Quốc dự ASEAN vào ngày 28 tháng 9. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cũng đã trở về từ Nhật Bản để hội quân cùng toàn đội. Đây sẽ là sự bổ sung rất cần thiết giúp gia tăng sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ở giải đấu tới đây, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn sẽ sử dụng bộ khung là những gương mặt đã gắn bó với nhau trong các giải đấu vừa qua như Thanh Thúy, Tiêu Trinh, Lâm Quanh, Tú Linh hay Khánh Đan. Với những thành công mà đội liên tục gặt hái được chỉ trong hơn 4 tháng qua, đặc biệt là vị trí top 4 ở giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á tại Thái Lan mới đây, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể tạo nên cột mốc mới với thứ hạng tốt hơn tại ASEAN năm nay. Thành tích tốt nhất mà bóng chuyền nữ đạt được ở đấu trường ASEAN là vị trí thứ 6 tại ASEAN 2018 ở Indonesia.